오케이. 그럼 내가 먼저 얘기할게요. 또이 세노이베 직 how to 직 well in English first and Korean next, Vietnamese. First, I'll talk about translation. To translation, well, so we should know about the vocabulary. We should build vocabulary because if we don't know about some words in the sentence or in the story, we cannot translate. And then we use, if that the book or the written languages, we can use a dictionary. We can use the dictionary. So, and then we can look up some words that we don't know, and then we can translate. But to become a good translator, we should know and then the meaning of the sentence, not the direct, the sentence, the meaning of a sentence. Because the language is foreign language is involved in culture, idiom. So it's different meaning when we say something. It's different meaning. It's about communication languages. So we should know about not only vocabulary sentence, but also we should know about and culture and idiom, some kind of. So it's very important to translate well. And to do that, and we should read books a lot. Read books is reading books are important because we can understand many contents in target language. For example, I'm just a level beginner to intermediate, so I cannot translate Vietnamese into Korean if the story is long because my vocabulary is weak, and then still I don't know the grammar, some many expression. So and then if I want to translate and then Vietnamese into Korean, I should learn vocabulary and then reading, and so by doing that I can do. Now I'm building vocabulary a little bit. Okay, so now it's time to speak in Korean. 번역에 대해서 먼저 얘기를 해볼게요. 우리가 번역을 잘 하려면 단어를 많이 알아야 돼요, 단어. 단어를 모르면 번역하기 어렵습니다. 단어를 많이 알아야 되고, 또 문장도 많이 알수 있어야 돼요. 우리가 보통, 번역을 할때 단어를 모르면 사전을 사용할 수 있습니다. 사전. 사전, in your large thing, 자, 좀. yeah, dictionary. từ điển. 떠딩, 수중 떠딩. 사전을 사용할 수 있습니다. 그리고 우리가 번역을 잘하기 위해서는 단어와 문장만 알아서는 안 돼요. 왜냐하면 외국어인 경우에는 우리가 그 단어, 문장을 그대로 번역하면 때에 따라서는 틀릴 수가 있습니다. 왜 그러냐면 그 문장과 이야기에는 문화도 중요해요. 문화, 그 다음에 관용 표현, 이디엄. 관용 표현도 되게 중요합니다. 뜻이 달라요, 말하는 거하고. 예를 들어서 a piece of cake 이러면 walking on the moon is different meaning in English. I don't know Vietnamese well, but so and then 그거 그 in Korean. 그 표현이 문화나 관용적인 의미에 따라서 다르기 때문에 우리는 문화적인 내용도 잘 알아야 됩니다. 그리고 그렇게 하기 위해서는 책을 많이 읽어야 돼요. 책을 많이 읽어야 우리는 그런 내용들을 더 많이 알수 있습니다. 우리가 정보를 많이 얻는 방법 중에 하나는 리딩이 가장 효과적이에요. 왜냐하면 듣는 것보다도 더 많은 양을 정보를 얻어낼 수 있기 때문에 리딩 북스, 책 읽기가 아주 아주 중요합니다. 오케이.
Trên bếp tôi sẽ nổi bề thích phân phong này để dịch translation in nhà tiếng Việt là gì? Là thông dịch, thông dịch Không dịch. này Không dịch. này thông dịch Không dịch. Ok, không dịch. này. À, phân vắc. Thế không dịch. Không dịch là to the không dịch tốt nhất của tuyệt vời. Làm tôn lắc. Làm tôn lắc. Làm tôn dịch. Tôn lạc, tôn lạc. Nên chúng ta có thể viết tu vương và câu. Chúng ta không chỉ viết tu vương và câu cô má. Bác cô. Naroni Barroso. 단어와 문장을 알아야 될 뿐만 아니라 홍지 메뚜궁 바카오 뿐만 아니라 but also 이것도 해야 돼요. 호마 마 호마 너도 누파 문법 Ngữ pháp à, ngữ pháp bùng홍지 bát누마 홍지 꼬마 thông tiếng dịch Việt ngữ pháp à, 홍지 꼬마 홍지 A 꼬마 B 홍 à, không dịch từ 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 A sang B ừ, không dịch từ A sang B không gì you ai don't ai biết you tu vương và don't câu cũng mà biết chưa biết chưa biết văn hóa và idiom idiom là gì in a thing Idiom là là gì thành ngữ. thành thử Thành ngữ. thành thử nên chúng ta luyện tập bài đọc đọc như sắc Nè. để viết văn hóa căn thức căn thức ok xong so, 여기까지 하겠습니다. 네, 그러면 이제 탄은 번역 잘하려면 어떻게 해야 할지 English, Vietnamese, Korean, you say about it. Today, this topic is very difficult for me because so It's okay. And just what do you think is important? It's a, yeah. Only one actually, idea is I don't good. know how to become the translator of language to language. Because you need your four skill listening, reading, speaking and writing. All Okay. of them you very good at all of them. Also you know how to pronounce look like native speaker and you also know dialect language. For you are learning Vietnamese and you just learn the source of Vietnam the source of Vietnamese language. So when you go to the other place of Vietnam, might be you difficult to get the idea from the north or the middle of Vietnam. And more difficult, and so when you listening a people of the story after that you should remember and you translate to the your language. Okay. And if you want become Bruno professional translator and you join a meeting and you translate to
the government about government Korea with government Vietnam, and you just listen. After that, you listen listen MC speak. After that, you can speak again. Don't thinking so much. You just so you have to Okay. practice your memory a lot Okay. before. Okay. I see. Yeah. It's very difficult, and you just listen MC. After that, you translate. Okay. Understand. Yes. I got it. So, thank you. And You keep doing. Yes. Keep doing. keep going. So you know, if you want to business and you want to say to the contest with the customer, Yeah, but right. but so the customer and the boss so have problem, so you cannot translate all of the meaning of the bad meaning to the bad meaning from customer to boss or the boss to the customer. Okay. Because if you translate all bad language, so it might be easy the customer and the boss fighter or they don't discuss about the business, and they don't need a business, they just finish. That's why I think translator is very important job, and you need to learn clearly and know lots of, and you have to improve your language and many things in your job. Yeah, and the pro if the we use it public or the for the main work, we need a professional translator to make sure there is no something wrong, and then it's very important part. So and then maybe we need to and then professional translator. Okay, time to say in Vietnamese. Vâng, sau đây thì em nói về những cái suy nghĩ của em trong nghề mà phiên dịch viên. Đối với em, một nghề phiên dịch viên rất là khó và cần đòi hỏi 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và rất là thành thạo. Không những nghe, nói, đọc, viết thành thạo mà còn hiểu được giọng địa phương của từ vùng miền này đến vùng miền khác, và thường xuyên trau dồi ngôn ngữ của mình và luyện tập phản xạ. Ví dụ như đối với thầy thì thầy đang học tiếng Việt và thầy muốn đến Việt Nam để sinh sống và làm việc, nhưng thầy chỉ học giọng địa phương của Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội, thì thầy không thể nghe một người Việt Nam khác nói chuyện, mặc dù thầy đã học tiếng Việt rất lâu, thậm chí 5 năm, 7 năm, 10 năm, nhưng mà thầy không thể nghe được người người Việt Nam khác. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải học tiếng Việt chuẩn sau đó và có thể học thêm giọng vùng miền. Ngoài ra, cái khó trong ngành thông dịch viên đó là mình sẽ nghe hết một câu chuyện của một người MC, sau đó mình cố gắng nhớ toàn bộ nội dung, mình sẽ thông dịch lại bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Cái khó thứ hai là mình sẽ dịch cho hội nghị, dịch cho những hội nghị tối cao, ví dụ như là Hàn Quốc với Việt Nam, giữa chính phủ Hàn Quốc và chính phủ Việt Nam, thì mình sẽ dịch rất là nhanh. Dựa sau khi nghe MC sẽ nói về tiếng Hàn hoặc là tiếng Việt thì mình sẽ thông dịch cho cả hai bên. Còn một cái điều khó trong khi làm ăn hay là giữa cái người mà thông dịch viên, đó là khi mà khách hàng với người chủ muốn ký hợp đồng làm ăn nhưng mà gặp vấn đề về ngôn ngữ hay là những vấn đề không may phát sinh ra, nhưng mà mình nghe toàn bộ những nội dung đó và nó
bày những lời lẽ không hay thì mình không thể mà dịch từ những từ không hay của tiếng Việt sang tiếng Hàn hoặc là từ tiếng Hàn sang tiếng Việt. Đó là cái khó của nghề thông dịch viên đối với em là như thế. Vâng, đã xong. Ok. Now you say bằng tiếng Hàn. Thầy thầy hiểu tiếng Việt của em không? Một chút. Một chút. một chút. Cô can. Em cô tăng như cô thế nói tiếng Hàn. Khi thân không biết tú cao hôi về tu khi em không viện ok cô đi ăn anh cũng mà lên một xe Nghe. Cho nên thung thung giặc so rương Orawa chi cấp Hako san kết san kết hết sao cơ là sao mô tu Sakisun chan han chan heo nè tục kỳ sư kỳ mạnh kỳ tục kỳ sư kỳ mạnh kỳ Baragi iki tục kỳ tô chan heo nè How say dialect language also have to know all less Araya dialect deyo, araya deyo. Have to? từ Have to what? Hyun Chi Hyun Chi nó Hyun Chi nó to chan Arayo Araya heo. Arayo, phải, araya heo. Arayaheyo Nè. thung giặc chung Bansa Baliheyo cái đây sau mình dọn sim mi thung giặc Đi đây. Eya Ok. Đừng quay rồi. And how say the difficult when you translate you have to remember all of them about government Korea and government Vietnam when they had a meeting you a middle people you are middle person. Tiếng Hán là chính phủ Trung chính Quốc. phủ chính phủ chính phủ chính phủ Việt Hàn Quốc chính phủ và Việt Nam chính phủ gặp mặt meeting gặp회의 할 때, 전문적인 내용 알아야 해요. 전문적 내용. 오케이. 다음. 넥스트. 넥스트 땡볕 뭐예요? 다음. 넥스트. 다음, sau đó, tiếp theo. 다음도. 오케이. 다음도. 당신은 특히 chắc từ kỳ rõ sao thung giặc hiểu Nè. tổ nương MC từ cô tực mion MC là announcer. Uri announcer boton announcer라고 그래요. MC. Tiếng Việt là go MC cho TV MC the thông tin phóng viên news in tiếng Việt là gì news news
news, bạn tin tức, tin tức, tin tức thông à tin tin, tức tin tức, tin tức à thông tin tin. MC nói về tin tức có thể MC này nói về tiếng Việt. TV Anna TV Uso, tức chưa đâu Huê, Bali thùng giặc Heya nè nè Bali tôi nghe Heyo. kể Johnny, thùng giặc he so kre so, how you feel, you cannot come down, you feel calm stress, down calm down chính진정하다 진정할 수 없어요 빨리 bình tĩnh.바빠요 바빠 년년 Business, Sa Chan Nim, qua cô kế, cô kế, Yagi, nói chuyện. Iyaki he, Iyaki Nè. he, Hakoi sao yo, Hajiman, Munje, Munje isayo, Ok, kurom. thùng giặc Hansu, thùng giặc Hansu upsayo, Nè, cái sao?번역 필요해요. 전문가. So maybe has some problem, so Vấn đề customer sign the bad book to the boss, or the boss sign bad book to the xịn customer, and you translate to the bad book to the customer or the boss, it is not good for you. nhân. Ừ. Vậy, sao? Because so you are middle and the customer they listen about that, maybe they don't agree about that, they cannot sign a contract. That's why you should translate slowly, and you not follow the boss or the customer. You just take their calm down and Okay. to the 모든 고객을 따라갈 수 없으니까 필요한 것만 해야만 한다. 간간. I really like Spanish about that, because so the service of Spain very good Yeah, about, sure. about the customer and the boss. So King. Customer I think King. Vietnamese have to learn about that, because many people they say Japanese is chan ku bun. But Japanese is very good about Okay, understand. that. Now we are talking about just a simple question. Okay, we translate, practice translate. Okay. I say Korean, you say Vietnamese. You say Vietnamese, I say Korean. But easy, not difficult. Hong Kogan, okay? 오늘 저 저녁 노을은 예뻐요. 저녁 노을 라 선셋. Hôm hôm nay hoàng hôn thì rất đẹp. Hôm nay hoàng hôn rất đẹp. Okay, your turn là tiếng Việt là gì? Your Tới turn. lượt Để bạn, chờ à? tới lượt bạn. Tớ lực bạn à, để chờ Giao thông tới lượt bạn. so yeah, your turn in Korean maybe it's quite difficult to expression because and then I think it's Tiếng Việt also same. But in Korea, you should know about that you is you, not you. Tan Because sinh e chare run sunri.
Your turn 라 you can call me 형 어. 차례 선생님 차례 is okay but your turn no to go young people반승자래야. your younger people your turn okay 내 차례야 so you and then I can say turn you are younger than me so 내 차례야 it's okay but you say to me 내 차례 no 형 차례 brother 형, 형, you know, 형? 와, 선생님, 오케이. Okay. 아, 선생님 선생님. 차례, 당신 차례, 홍. And, 내 차례, so, not good. Silly 했어요. It's a polite expression. I think it's when I say, 땡벨라, 맞았어요. And Jay and Ong and then I should say about in polite way in Tibet ban M some I don't know exactly so I should learn about it. Okay so ban tantu what your turn what I say your turn Your turn, xong Tibet tiếng Việt. your turn. What can I say? Your turn in Vietnamese. I forgot. Làm thế nào để nghe tiếng Hàn tốt? Làm thế nào nghe tiếng Hàn tốt? Làm thế nào để có thể nghe tiếng Hàn tốt? Làm thế nào ý đó thế ô nghe tiếng Hàn tốt? Nên tin Hàn tốt là gì? Nghe tiếng Hàn tốt là tiếng Hàn là Hàn Quốc co, tốt Hàn tốt là better. tốt tốt không How to oteo listen skill in Korean. one more time làm thế nào Làm thế nào để có thể nghe tiếng Hàn tốt? có thể nghe tiếng Hàn tốt có thể nhé nhé là listen Nghe là listen. có thể nhé không tốt ok ok có qua thứ How cao gian cao gia cao cao dài mình cao đang dài chỉ quá. là long sentence mình đang chỉ là Ok. ok the is one 내일은 월요일입니다 내일은 내일은 월요일입니다 월요일입니다. 내일은 월요일입니다. 내일은 월요일입니다. 아, 내용이 khó quá. 어? 내용이 khó quá. 너희 중디 거가 응. 내인 còn đâu내일 bao nhiêu? tomorrow Tomorrow. is Monday. 내인 Tomorrow is Monday. 아, 내인 오리오 오리오인 응? 어. 입니다. 와리오인 입니다. Thank you. What to say? Ngày mai là thứ hai. Ngày mai là thứ hai. Yeah, simple. Okay, your turn. Your turn. Thank you. Tới lượt bạn. Your turn. Tới lượt của thầy. Tới lượt của thầy. Tới lượt của thầy. Tới lượt của thầy. Ok. Tới lượt của thầy. But teacher tell your turn with in Vietnamese, so tới lượt của bạn, Tới because lượt của bạn. I am younger than you and you are older than me. Tới lượt của bạn. Ok. And for me, you are Korean Older. teacher for me. That's why I tới lượt của thầy. Thầy is a teacher. Thai đây means the polite expression. Tới Teacher. tới lúc là chare. Chào Rồi đây, chào đây. cô ban là đôi e. Tới lúc cô ban. Ok, tới lúc cô ban. Ngày mai tôi đi làm. Ngày mai tôi đi làm. 내일 나는 일하러 가요. 내일 mai tôi đi làm. Ok.
Okay, one more time, one more thing, and then we talk about business. 밤에는 별이 많아요. 밤에 별이 많아요. 밤에 별이 많아요. 밤, 밤, 밤. 아, 밤에. 별이 많아요. 별, 별. 아, 또 녹음. 응? 땡겨? 또이 나. 아. 또이. 밤에 또이 나이. 밤에. 응. 또이 나이. 밤에. 별, 별, 별. 비얼. 별 너. 뭐예요? 비얼. 사오, 사오. 아, 또이 나이 때 뭐야? 뭐라고? 별이 많다고. It's raining today. No, 별, 별. Rain은 비, 비. 비 trời mưa. 뭐야, 비. 별, 싸우. 싸우. 아, 비 비. 별, 별. 아, 별이 많아요. 너 많다, 많다. 많다. 밤에 Tối nay별이 trời많아요. nhiều nhiều mưa. New, no, new sao? À, nhiều sao. Tối nay, new Tôi nhiều sao? sao. Chúng ta có thể xem new sao. Ô, chào, chào. Trên. Haner, mọi người, À. Haner, Haner. Bấm đi. Chào. Bèn mà nghĩ sao dùng. Ok. Mẹ chào, mẹ chào, mẹ chào, mẹ chào. Haner, sky, boy, sky. Sky. Bầu Tiếng trời. Việt, tiếng Việt. Bầu Sky. trời. Hả? Bầu trời. Bao chơi Hà Ninh. tôi. Hà Ninh. Hà Ô, Ninh. bao chơi tôi. Như sao, ô, bao chơi tôi. Ok, một một câu tiếng Việt. Mỗi ngày tôi đều uống trà. Mỗi ngày, Nalmada, mỗi ngày, tôi đều cũng làm. Uống trà. Quốc làm Uống trà. Uống trà. I uống drink the à uống tea trà every day. mỗi ngày tôi cũng uống trà 나는 날마다 차를 마셔요 저는 매일 자르는 맛있습니다 맛있다 맛있다. 아 오케이 나 옹차 옹차 아 오케이 오케이 아 타는 일본어, 영어 중에서 어떤 거더 잘해요? 네. My question, 까호, 까호이. No, 아. not 공부, not 혹답. My question, 한, which is better, the 아. English or Japanese? 띵 No, you can answer the in English, okay?아. What kind of language do you can speak well? Yeah, right. English English or or Japanese? Yeah. Japanese? Which one is you are good at? Which language do you can speak the best? Yeah. In English and Japanese, which one is better? I ask you. And you want I answer Yeah. or you I met the question Yes. Answer to to me. Korean or to Vietnamese? No, Japanese. Japanese? Yeah. Japanese or English, which language you are good at? In your thing, it's your I ideas. think so. Maybe Japan is better than English because in Okay. Japan I don't use English to talk with everyone. I just use Japan to Ah, communicate with okay. So my and then, coworker. if you teach Vietnamese to Japanese, it's okay. Maybe. So and then, I would like to start some business. Doing online language exchange or as your teacher who teach Vietnamese. For example, I can teach Korean. Maybe I can communicate
English is a little bit okay. So, and then my customer will be English speakers. Your customer will be Japanese speaker. And then I met Jian and Wen Fung from Ho Chi Minh. She speaks Korean very well. She can communicate with the only sound going there. So, and then I would like to organize some kind of business when we have free time. So, and then I think if you teach Japanese, who want to learn Vietnamese, you can teach it possible online. Don't have to meet if possible. Also, you can meet your areas, meet it's okay, but and then we have organized that kind of project. I make a plan and I'll let you know. Then maybe you teach Vietnamese, you communicate in Japanese. Okay? No, I think no problem. Yeah, no problem. Get paid. You are teacher. So, and then we make a program. Someone who want to learn Vietnamese as a beginner, intermediate, and then maybe they can like online academy, online linguistic academy, and then they so and then we practice, we communicate, and then and we are doing some information using AI as our reference, and then we can make a project. Now I've prepared. So, and then I suggest you can do, maybe. The problem about the time, because I I worked the two I weeks. know. And so when you have time, you can do. Because Maybe. your schedule and for work, your resting time, okay. For example, your holiday, you can use it. Not all day, just I think about 10 hours a week is enough because So one course. I spend all of my time to learn many things in I Japan know, I know, I because know, but the teaching is one way to learn very well, but you can communicate with Japanese very well. Someone who, I mean, the Japanese, not other people, because you communicate with the Japanese very well, and then you can teach beginners. Learn Vietnamese as a Japanese, so and then you can learn same as, and then who learn beginner as a beginner who speak.